Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu AN90 đấy. Cái này thì nó phát cho chúng ta 3 ngày. Đến bây giờ mình mới có cơ hội nhận và sử dụng. Đấy thì khẩu này cũng rất là ngon, nhưng tùy vào mục đích anh em sử dụng. Đấy, người ta hay có câu là con dao trong tay người ác nó sẽ khác so với người hiền. Đấy, mình thì một người rất là hiền. Đấy, nhân tiện là giới thiệu luôn, mình là một người nông dân lương thiện, ở nhà trồng rất là nhiều hành, rảnh quá nên không biết làm gì, mới bứt hành đi bán đây. Rồi không biết là các bạn ủng hộ nhiệt tình mình nhá, ủng hộ nhá. Rồi tự nhiên lại chê hành hành cuối bạn hành dở rồi, hành tôi ngon thế cơ mà. Lại đây, lại đây này thì chê thơm chưa. Rồi dung no này bạn yếu lắm, cho dù nó có bút bao nhiêu cái thứ vào người bạn thì nó vẫn yếu thôi à. Bản chất của bạn nó đã yếu sinh lý rồi thì cũng không nên cố gắng làm cái gì cho nó mệt người. Rồi tôi xin là chính thức là té đây. Ui cái định bậy, đã yếu rồi đừng có ra gió làm cái gì. Rồi, nhưng mà gió nó cứ lồng lồng của bạn thì bạn cũng phải chịu thôi. Đấy, gió mà nó cứ đuổi theo nó mới hay. Rồi quay lại đây. Rồi sorry bạn nhá. Úi rồi bạn đen quá rồi, bạn gặp cái ngọn gió đó nó phải gọi là bão cấp 3 rồi, chị nhỉ, bão cấp 15 rồi nhỉ. Đen, chỉ có thể là đen thôi. Ôi trời ơi, sao lại lồng lộng vào trong cái lồng thế? Trong lồng kia. Đây đây đây, đúng rồi, hàng nhấp nháy. Sao chạy vào mồm tôi nhỉ? Rồi, mới nói chạy vào mồm. Á đù, thanh niên làm gì đấy? Ai hi, thanh niên đứng quay tay một mình. Rồi, ôi trời ơi, cho các bạn miếng bánh nha. Sao không đi nhận bánh trung thu à? Sắp đến trung thu rồi, lại đây nào, mình phát bánh trung thu cho. Thôi mà cái bánh trung thu mình vứt bà rồi, các bạn thông cảm, mình vứt đầu kia rồi, đừng đuổi theo mình nữa. Rồi cái này bắn nó dị vờ lờ, một cái khẩu súng mà, ui cái gì đây, hết cả hồn, xịn vậy. Ăn gì đây, tôi cúng, trời móc cỡ đấy, bố ta nào chịu được. Rồi, mình có bút chạy nhanh vờ lờ, cái này gọi là chạy như hết. Ấy, mình luôn luôn là bật tính năng hết để phòng rủi ro tai nạn ngoài ý muốn. Thôi xong rồi, dùng bài cỡ đấy yếu thế cơ mà, cái bạn tơ thì bạn ấy ao rồi thì anh em zoom non biết phải làm sao. Trách thì chỉ trách cái thằng tơ thôi. Thôi có người nhận ra mình, thôi xong rồi, đèn thế à. Rồi chơi bình thường thôi mà, có làm gì đâu. Bị nhận ra thì anh em cứ xác định là mình sẽ bị hiếp sắp mặt lờ. Rồi ân sinh tồn, rồi mình nghĩ là mình không sinh tồn nổi trong cái map này đâu. À trong cái phòng này đâu, khẳng định luôn. Cái phòng này kiểu gì nó cũng hấp riêng mình. Rồi cứ biết thế đã, chạy thôi. 36 kế, té là thượng sách chỗ. Mình biết là mình té ngay rồi. TML té vào mồm thằng tơ. May em không chết. Phải đấy chết thì đúng là một quả highlight. Bị chết mà cũng highlight đấy. Rồi một cảm giác cực kỳ bất an rồi, bắt đầu run tay rồi. Khá run tay anh em ạ. Thế mèo nào gặp những người anh em biết mình, thế là lại run tay, rồi thế là lại sấp mặt. Đấy, nó cứ cộng dồn đam lại thì mình sẽ sấp mặt ngay. Tốt nhất là nên tìm chỗ thẩm du. Đây, thiên nhiên cầm cạc, cạc Phoenix kìa. Cạc đấy giết được người đấy. Rồi có gì đó sai sai ấy nhỉ. Rồi đứng cover bên đấy. Mình mới dặn thanh niên đấy là, tính dặn thanh niên đấy là đứng cover nó chuẩn chuẩn tí nhá. Thôi xong là nó rớt luôn rồi, đèn thế. Bạn ăn gì mà bạn đi nhanh quá, để lại tôi một mình biết phải làm sao. Đây thì toàn một lũ zombie. Rồi lại đây, cái này đam cũng to nhỉ. Cái chế độ này thôi, nó bút cỡ đấy bảo sao đang không to. Vào cái chế độ này thì nó phải gọi là mất hết cái định luật Zumbai V4 rồi. Cái này là Zumbai V15 thì mọi bút cỡ đấy mà không 15. Rồi té đây, mình xin bye bye, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong trận sau đi. Ở trận này mình không muốn gặp lại các bạn, tại vì các bạn khổ báo quá rồi. Mới chém gió một tí thôi mà té sẻ chỗ này. Tao sợ chúng mày quá cơ. Lượn, lượn ra đây xem nào. Rồi
Thôi ít dùng bài này. Tơ nó cũng thoát luôn rồi. Bị mệnh thằng tơ. Mày ăn gì rồi mày? Úi giời, gì đấy? Láp này. Đây đây đây, hàng đây, hàng đây. Tao sợ mày quá. Ô, cái định mệnh. Úi giời. Sao lại tiến gần thế này? Sao bản cập nhật này nó lag nhở? Mình chém cơ đây không chết ạ. Cắm nè rồi. Rồi không sao, vì cuối cùng mình chỉ mất cái băng cô tích bảo vệ. Xui. Đấy. Băng cô tích này nó đã theo mình suốt từ trận 1 đến trận 2 rồi. Trận 3 rồi. À, trận 2 ấy nhỉ? Trận lúc nãy là trận 2, trận thứ này mới là trận 3. Rồi, theo suốt mình từ lúc nãy đến giờ. Mà nó chống chịu được đến như thế là nó là hàng thật. Hàng chính hãng đấy nhá. Không biết là có bảo hành hay không. Cái này phải hỏi nhà phát hành. Chứ chịu. Mình thì cô tích thì mình cứ mua đại thôi. Em biết cái nào hàng fake. Anh em nào biết được cách phân biệt hàng fake với lại hàng chính hãng thì hãy comment nhá. Mình thì mình chịu. Chỉ biết cô tích mang vào là bảo vệ được thôi. Còn hàng fake thì chỉ cho dành cho những ai đang dùng và đang sử dụng kỹ lưỡng, kiểu như con gái. Con gái thì hay xăm soi các kiểu. Mình đây thì mình dùng thì mình nham mà. Cứ có là dùng thôi. Đích biết là nó ngon hay không. Rồi, hay lắm. Bạn dùng bài ơi, bạn ra đây xem nào. Rồi. Lúc đấy làm cái gì cho nó mịt người. Ra đây, rồi mất giáp này. Điện mới. Quay của mất giáp ạ. Lần đầu tiên mình chém rìu nhào đi như này. Ân bắn như hết bị mệnh. What the fuck. Đùa. Hết đâu mà hết hả rời. Mình đây bắn bình thường lắm. Mình chỉ lâu lâu mình chỉ bật tính năng hết lên một tí thôi. Một tí tiểu tiêu là mình tắt ngay à. Rồi gì đấy. Bạn sông non này bạn ấy hơi nhây đấy. Rồi nhìn cái dáng di chuyển đảo như răng lạc là biết là kỹ năng lừa tình nó đạt level max rồi. Rồi thôi biết rồi. Ở cái định mệnh đang trôn cái thằng sông non TML nào. Ở đâu đằng sau. Một bàn tay từ phía sau. Có bàn chân lặng lẽ. Giữa giọt trốn không người như thế. Chập chờn trắng đêm. Đéo thấy thằng nào. Từ trong bóng dâm lòi ra thằng. Đấy chơi nhầm thôi thôi. Mình sẽ bỏ đi. Đèn thế. Rồi tia chớp đây. Ủa, tia chớp chậm đấy nhở. Mệnh đéo như cái tên của nó. Rồi cũng không trâu bò. Không trâu, không nhanh. Vậy cái tên tia chớp hàng fake đi rồi. Á đủ. Á đủ, giết nó. Rồi mình đang cầm y tá này. Bạn có đau gì không? Mình chữa xem nào. Úi dồi, ngoảnh mặt, chạy đi. Bạn đùa mình chắc. Hành ân, trời ơi, hành đi. Nhà mình khổ quá, khổ lắm cơ. Nhà mình toàn trồng hành. Biết làm sao. Hành nhà mình thì nhiều lắm. Một vườn hành mà. Trang trại hành. Người ta nuôi động vật thì trang trại hành. Thế méo là mình trồng cây cũng trang trại hành. Rồi ok. Rồi. Bạn tơ yếu quá. Khắm thế à rồi. Rồi thằng đồng đội của nó đã thoát rồi. Bạn tơ bất lực. Hay như là thằng tơ thoát. Đờ mờ thằng tơ nhá. Lần sau bố gặp mày là F11 kích luôn ấy. Trời mà cứ gặp zombie là thoát. Thắm lộ thật. Rồi để bạn zom non đứng ở đây. Chơi vơi giữa cuộc đời. Biết trôi dạt vào đây. Vẫn làm zombie. Chưa một lần chạm vào ai. Nhìn về tướng lại rồi. Móc thì kia. Thôi thôi thôi. Cái số phận của bạn thì làm zombie nó phải đạo rồi. Chơi mà cứ rồi thằng nào ném flash móc trốn này bóp dài mình đấy. Thằng nào thì lòi cái mặt ra đấy nhá. Lát bố mày cận chiến chết đấy. Hổ báo tí. Rồi khổ nhất là mấy thanh niên là đứng trên thằng thùng hàng tẩm du. Thế mấy thấy mình săn zombie là cứ vứt flash vào mặt thôi. Khắm theo rồi bị trôn. Trôn tập thể. Cái này là trôn tập thể chứ không phải là một giữa một. Một vs một. Rồi zombie hiện tại thì đang rất là bị hấp diêm. Đi làm sao. Cái số phận thì nó như thế rồi. Thì cũng đành phải chịu thôi.
cái phần làm cái bài thì nó khám lắm rồi, biết phải làm sao. Rồi ông nhấp nháy, ông nhấp nháy thì ông ra đây xem nào. Úi dồi, hay à, đùa chạy trên tường này này. Ua, lượn đâu này, đâu rồi, để xem nó chạy đâu. Bắn chết rồi à, để tao xem, để tao chóng mắt lên xem mày sống được bao lâu. Không ngờ nó sống rất là nhanh. À, nó chết rồi. Rồi trận này chắc là không làm ăn được gì rồi. Trận này khoai lắm, không làm ăn được gì đâu. Bây giờ rồi thành thì ế ẩm, không bán được cộng nào. VL. Ủa, thằng kia còn bung ra nữa, định mệnh. Cắm thế à rồi. Bạn ơi, bạn xuống đi săn đi. Trận mà này sau gặp lắm bụng rồi. Lại thằng mốc lốp, định mệnh. Đùa bố à. Chơi mốc lốp như thế. Bảo sao không làm zombie. Đấy, cái phận làm zombie thì nó suốt ngày làm zombie thôi. Cái đấy người ta gọi là do ăn ở đấy. Do ăn ở cả đấy. Đừng có trách VNG làm cái gì. Đừng có trách admin ở nhà hàng. Mà hãy trách cái phận làm zombie thì nó khắm, thì nó chuẩn xác là như thế rồi. Rồi tự nhiên hồi máu 2-3 lượt nhưng vẫn không thể thoát được bởi cái lượng đạn mà anh em xả ra nó rất là nhiều. Biết làm sao, đen chỉ có thể là đen thôi. Ở trận này khắm thế, zombie đầu trận thì nhiều. Rồi bây giờ thì càng cuối trận thì nó thẩm du kinh quá. Chơi luôn này, chơi luôn. Bạn ơi cận chiến đi để mình giải thoát bạn xem nào, không thì bạn sẽ bị nhai hình và nuốt hình trong cơn gì ta, trong nước mắt, đúng rồi, trong nước mắt. Thế thôi, bây giờ thì khóc thôi chứ không biết làm gì, tại vì không cho tụi mình cận chiến anh nhé. Bạn nên tự giải thoát bản thân bằng cách cho tụi mình cận chiến, chứ không thì nó lại nước mắt tuôn rơi. Chơi vơi trên trời, định mệnh trời làm số là số phận làm tơ rồi. Thế mèo nào lại lao hiến mạng, đùa. Bạn ơi, bạn có rảnh háng không thế, tự dưng lại nhảy vào mồm nó làm cái gì thế không biết. Rồi cây này bắn ở phê, cây đạn nó phải gọi là chất lừ. Mình có cảm giác cây này nó khác với những cái khẩu súng AN-94 mình từng biết, nó khác lắm. Mỗi dòng AN-94 nó đều khác nhau. AN-94 thường nó cũng khác, mà bắn AN-94 VIP nó cũng khác, và AN-94 ARES nó cũng khác. Tại vì mình bắn mình có cái cảm giác là nó rất là khác nhau, chứ không phải là cây nào nó cũng như cây nào, như cây M4A1 ấy. Như dòng M4A1 với lại AK VIP thì nó không khác nhau mấy, trừ mấy dòng VIP thì nó khác thôi, còn mấy dòng bình thường thì chả khác nhau nhiều. Đấy, về phong cách thay đạn với lại skin, skin thì như là khác rồi, nhưng cái phong cách thay đạn với lại cầm súng các kiểu ấy nó khác lắm. Rồi trận này khoai rồi, tơi, chỉ có ăn hình và nuốt hình thôi, mang bao tải hình về mà đựng thôi. Tụi mình tình nguyện gì ta. Úi rồi, bay cỡ nào. Tụi mình tình nguyện ủng hộ bão lụt. Úi rồi ủng hộ hình vì ăn 25 kill, khắm thế. Trận cuối không kiếm được kill nào. Rồi mình sẽ kết thúc clip đây, các bạn xem thì thấy hay thì quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye tất cả các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.